Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người cho em Toàn gửi một lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người nhá. Và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Đấy, hôm nay em Toàn có một bộ nậm rượu của Cutani, hàng siêu VIP. Rất là VIP luôn, vẫn còn nguyên hộp nhá mọi người nhá. Đấy, đây em sẽ, bây giờ em sẽ khui ra cho các bác xem. Đây ở bên ngoài, mặt ngoài nó đây. Hàng này rất là VIP luôn. Đây là trước tiên là em giới thiệu các bác, đây là nó có một cái quyển sổ về một sổ tờ sổ tay nhỏ nhỏ về Cutani đây mọi người. Đấy, đây nhá. Đây nó viết về, nó viết song ngữ nhá, một bên là tiếng Anh và một bên là tiếng Nhật. Đây các bác. Đấy, một bên tiếng Anh, một bên tiếng Nhật. Đây là những dòng đời của hàng Cutani. Từ sâu tuổi nhất đến đời mới đến bây giờ. Đấy, đây à. Đây các bác nhé. Cutani nó sản xuất từ năm 1655 nhé mọi người nhé. Đấy. Đây là em cho cái mặt ngoài này. Ví dụ đây là tiếng Anh này các bác này. Là tiếng Nhật này. À, hàng sâu tuổi nhất thì nó từ 350 năm về trước này mọi người này. Đây em cho các bác xem ở bên trong rồi nhé. Bên trong này đây, ví dụ đây cái dòng em giới thiệu cái dòng này trước. Cái dòng này là Eraku này mọi người. Eraku thì là nó khoảng 145 về trước nhá mọi người nhá. Đây dòng đĩa này, à dòng này này. Nó vào khoảng 145 về trước. Vòng Soja, đây Soja đây. Soja là ngày trước em có lấy được một cái bình về em bán về Hải Phòng. Xong về sau là em cũng xuống cửa hàng em quay ở cái cửa hàng đấy là có một chiếc, nó là thuộc vào dòng Soja nhé mọi người nhé. Đây mọi người xem tích rồi, thuộc vào Soja thì là nó khoảng 165 năm về trước. Hôm nay video này nó sẽ hơi mất thời gian một chút nên là rất mong mọi người thông cảm cho em và cố gắng xem hết video của em. Để em giới thiệu nốt cái dòng này này. Cái dòng này thì là em cũng đã lấy được một cái bình rất là đẹp luôn, em bán về Hải Phòng. Đấy, cái bình này em bán về Hải Phòng nó 160 năm về trước này. Đây là đến là cái dòng này. Dòng này là AKE này mọi người. Đây gọi là Idaza AKE nhá mọi người nhá. Nó khoảng tầm 170 năm về trước này. Đấy, cái dòng đỏ này là nó khoảng 170 năm về trước này. Đây dòng đến tiếp theo là đến cái dòng này. Dòng là Yoshidaza này. Yoshidaza nhé mọi người nhé. Thì là nó khoảng 180 năm về trước này mọi người. Ở đây là ở cái quyển này nó ghi nhé các bác nhé. Là em có như nào là em nói như thế nhé mọi người nhé. Ở đây quyển sổ em mua cái bộ này là nó có quyển sổ này luôn. Giới thiệu về dòng gốm Cutani này. Đây vòng cái dòng Mokube này mọi người. Mokube này thì nó khoảng 200 năm về trước này mọi người. Thời đầu tiên của Mokube là nó 200 năm về trước nhé mọi người nhé. Đấy, dòng Mokube vừa rồi em cũng có một cái bình to và hai cái bình túi mật. Em vẫn còn này mọi người này. Đấy, dòng Mokube này. Còn dòng Mokube này là 200 năm này. Còn đến dòng sâu nhất, sâu tuổi nhất đây các bác. Sâu tuổi nhất là vòng Cutani đây mọi người. Là 350 năm về trước nhé mọi người nhé. Đấy. Để các bác xem nhìn vào những cái hình ảnh của dòng bình và lối vẽ này mọi người. Đấy. 300 năm về trước, đây là ghi đây là 300 năm về trước nhé mọi người nhé. Đấy. Đây là mà em quay lại một lượt nữa này. Cutani này. Mokube này. Dòng này là Yoshidaza này. Dòng này là Idaza Akake này. Dòng này là Soja này. Dòng này là Iraku này. Em thích nhất cái dòng này các bác này. Cái dòng này là nó khoảng 165 năm về trước này. Vì cái dòng này em đã từng sưu tầm được một cái bình. Em bán về cái giá về Việt Nam thì nó cũng không cao lắm. Nhưng khi em xuống cái bình này, em xuống đúng cái lò sản xuất của cái dòng này nhé mọi người nhé. Là hôm đấy là em xuống trực tiếp luôn. Và ở cái cửa hàng đấy là có một cái bình vẽ cái tích y như này luôn, y như cái bình em lấy. Sau đó là em cũng có quay phim em chụp ảnh lại cái bình đấy.
và em hỏi người ta bảo là em đã mua được cái bình này như thế, và hỏi người ta là bình thật hay là bình giả hay là như nào, thì người ta cũng có giải thích em là đúng là như thế. Nhưng mà cái hôm đấy là cái bình đấy ở cái cửa hàng đấy là 150 triệu. Về sau em lấy một cái bình thì nó rất rẻ, em bán về Hải Phòng có 10 triệu, bán về Hải Phòng 10 triệu. Thì em cũng không chắc chắn, thế là đến lúc em xuống em hỏi là người ta bảo là đúng dòng đấy. Mà hôm nay em xuống là cái cửa hàng đấy là người ta đang ngồi vẽ bình luôn nhé các bác nhé, đang ngồi vẽ chiếc bát. Hôm đấy là tiếc là hôm nay em không quay video lại, em chỉ có gọi điện cho cái người mua cái bình của em ngày trước, là em sẽ quay, em gọi điện em cho người ta xem đúng cái dòng này luôn, 165 năm về trước, rất là đẹp đấy. Đây, em sẽ ai mua cái bộ này thì em sẽ gửi các bác cái quyển sổ này luôn. Còn đây là bộ nậm rượu này, bộ nậm rất là VIP luôn các bác nhé. Đây, em mở ra em quay cho các bác xem. Nó hôm nay hơi mất thời gian đấy các bạn, nhưng mà rất mong là các bác thông cảm cho em một chút. Em là muốn chia sẻ đến tất cả mọi người em biết về dòng gốm của Nhật. Nên là em biết cái gì thì em sẽ chia sẻ cho các bác. Có thể là chia sẻ thời gian là nó sẽ rất là lâu, nhưng mà lâu một chút, nhưng mà các bác lại biết được về tiểu sử của bình thì là nó sẽ hay hơn. Đây là toàn bộ là vẫn còn cái bọc này nhé mọi người nhé. Cái hàng này thì là vẽ vàng kín luôn các bác ạ. Hàng này thì siêu VIP rồi, hàng này quá khó tìm luôn. Bộ xích tụ này là nó có 5 ly nhé mọi người nhé, 5 ly và 2 chung. Vẫn còn nguyên hộp luôn. Đấy. Đây, mời tất cả các bác cùng chiêm ngưỡng cái bộ nậm này. Đây, em đặt mấy cái ly này ở bên dưới đi. Đấy, đây nhá, mời tất cả các bác xem nhá. Đây, em xin phép là em quay cái nậm này trước này. Đây, chuyện của nó đây. Các bác thấy chưa, Kutani. Và nó có viết thư pháp ở đây nhá mọi người nhá, viết cả tên người nữa nhé mọi người nhé. Đây, mời các bác xem này. Họa tiết thì là nó ở những cái gấm xanh này và vẽ vàng nổi khối hết lên như này mọi người nhé. Tình trạng là lành tít luôn. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Đấy, đây. Con này rất là đẹp luôn. Con này men cứng nhé, không phải là men dạng nhé, men liền đấy. Đấy, đây này. Các bác xem, các bác nhìn kỹ là vàng này. Toàn bộ là vẽ vàng xung quanh nổi khối. Đây, như đây là con bướm nhé mọi người nhé. Đây là vẽ con bướm này. Đấy, đây cũng con bướm này. Đây là con chim này mọi người. Đấy, các mọi người tưởng tượng cái con chim người ta vẽ này. Rất là đẹp luôn. Hai cái nậm rượu này thì nó hình thức là nó y như nhau mọi người nhé. Họa tiết y như nhau. Đây. Đây, cái ly nó đây các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy. Đây này. Đấy, những cái chấm bi này, gốm xanh này chấm nổi khối lên nhé các bác nhé. Toàn bộ là vẽ bằng vàng, nó tuyệt đẹp luôn các bác. Đây, các bác nhìn thấy nó vẽ vàng chưa? Quá là đẹp luôn. Nó bình thường là nó không vẽ vàng thì em không nói, nhưng mà nó lại toàn bộ là vẽ bằng vàng luôn. Rất là đẹp, sò toàn bộ là gọn hết tay lên nhé các bác nhé. Đây, chiếc này thế này. Đây, cho các bác xem này. Đây, các bác thấy cái lá này toàn bộ vẽ ong vàng. Người ta vẽ vàng xong là người ta chấm bi lên, rất là đẹp luôn. Hàng quá VIP luôn các bác. Đấy. Nếu mà các bác nào mà ưng ý sản phẩm này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn nhé. Liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo để chốt hàng là 0962 949 666.
8 nhé mọi người nhé. Đây, chiều cao của chiếc này là cao 14 nhé mọi người nhé. Chiều cao 14. Cái ly của nó, ly của nó là cao 5 nhé mọi người nhé. Chiều cao cái ly là 5 này. Miệng của nó là 5 này mọi người. Đấy, miệng 5, chiều cao 5. Đây, cái nậm đây các bác. Cái nậm này cao 14 này mọi người này. Miệng của cái nậm này là gần 3 này mọi người, 2,8. Đấy, đây nha, chỉ bằng nắm tay này, mọi người. Nhưng mà rất là chất luôn, hàng vẽ vàng phủ kín luôn này các bác. Các bác nhìn cái bông hoa này. Đấy, các bác thấy về chưa? Hàng siêu VIP luôn. Đấy, các bác nào mà ưng ý thì các bác cứ liên hệ với em để chốt đơn nhá. Thôi em xin phép là kết thúc video ở đây đây mọi người. Hôm nay nó thời gian thì nó hơi lâu, rất mong là các bác thông cảm cho em nhé. Thôi em toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Em xin chào mọi người.